Mày thiếu thùng chơi trăm tỷ à? Ờ kêu không ngon nào mày bự nè. Mày trái sai sai bự luôn. Từ 26 tới 28 luôn. 2 kg. Ừ, trăm tỷ. Đúng cũng, cũng được thôi. Cái này cũng mix rồi đó mày, cũng có trái hư chứ ảnh này cũng ok. Thì nó có hai màu, mày đúng không? Thì nó là cái thùng nhỏ nhỏ. Là đi rồi xuống nó liếm đấy. Hello, xin chào các bạn, hôm nay mình dắt các bạn đi tiệm thuốc tây lớn nhất ở Úc nha, Chemist Warehouse. Ok, thật hả? Đây, 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 đây. Chị đứng đây nó ra cho mình. Nè, lại lên lên quay coi mấy đây.
trong khi thì mới hơn. Đây thì không nắng luôn rồi, trời thì lạnh. Mấy nó nhìn nó còn là tôi để ngày sau để nắng không? Ngày sau giảm nắng rồi. Quay đường thôi cần gì đâu. Giờ là mấy giờ hàng? 7 giờ tối chưa? Chưa, mới 6 giờ. Bây giờ là 7 giờ. Nhà mấy cây đẹp chưa? Ở cái hoa sứ kìa. Đâu rồi, hoa sứ hả? Hoa sứ to kìa. Trời ơi, nó trời đầu gần kìa. Gần thôi mình. Ai biết được. Mình đây là trên vật chính. Trên vật chính. Đám này là phóng. Ôi mấy cái hoa đẹp chưa? Ôi hoa tím, hồng hoa tím. Công chè của em bắn tanh rồi, không ai ăn công chè kìa. Anh chứ gửi mua hả? Hả? Dạ. Anh chứ gửi mua lần nữa hả? Trời ơi, cái gì ăn? Gì bên kia vậy? Sao yên hả? Không, nó lễ hội nó nghe gì vậy em? À, nó mời khai trương. À, chỗ VV cũ á. Quán ấy mà, còn là quán mệt á. À, diễn á. Đây là mấy đứa nhỏ đang diễn. Nè, cái nè gì, The Rolling Chef rồi nè. Hôm nay có lễ hội gì á mà. À, nè, lễ hội gì cho mấy đứa nít á, có gì đâu. Ừ. Lễ hội càng đông thì càng cái mà mình ăn quán hương xưa nha các bạn. Hương xưa à? Cái gì ha? Thế hả? Em ngọt rồi. Mà anh về rồi, mà anh về bây giờ? Cơm bò lúc lắc. Cơm bò lúc lắc 12 đồng. Dạ, cho em cái cơm bò lúc lắc. Cơm bò lúc lắc. Cơm bò lúc lắc. Cơm đỏ. 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 Cái này thì anh em chạy. Ừ, cái bộ lục lắc này. Ừ, khoảng thêm 6 đúng không? Hả? Muốn nhà sữa hả? Nó nước mình thật không? Quay thử mình tính slow motion lúc này chưa thôi thôi mình bấm mình đâu tắt đâu tại vì này hết nước hả vừa cầm cái dây lòng thì bất công không ta thì nói đi là sao cái đầu mình biết cắm cái cái kéo này nè biết không mẹ nó là không có dây nối dây dây mà audio dây check 300 năm á cắm giống cái dây máy của anh á. Baby, you're the one for me. I'm in love with you. Baby, you're the one for me.
Mày đi thùng xe đi 5 kg. Ờ kéo không ngon nào mày bự nè. Trái sai sai bự luôn không? Từ 26 tới 28 luôn. 2 kg. Ok. Cũng 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 được thôi. Nó cái này nó cũng mix rồi đó mày, nó cũng có trái hư chứ ấy mà cũng ok. Thì nó có 2 3 màu, mà nhìn cũng ngon. Thì ngon hơn là cái thùng nhỏ nhỏ. À, đi rồi xuống nó liếm hết. Để xin linh luôn.